thường quý khách hàng muốn sử dụng một giặt gì cũng được, mình có thể về nhà làm lại một thí nghiệm mới ha. Một giặt thường rồi, cái này chỉ là nước bình thường để hòa tan được một giặt thôi. Rồi, đây là nước bình thường nha, để hòa tan nha. Đừng ai đó về, chút nữa thì Hương sẽ tặng quà, hãy vị không mua tặng luôn. Và về chúng ta sẽ sử dụng một dạng nước, đây là dạng mực nhưng mà dành cho làm mực máy rất là khó ba. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm với dạng mực này được không ạ? Cái này là mực, mực chiếc bút bi cũng được nha, mực chiếc bút gì cũng được hết. Và cái này là một mực chiếc chiếc máy cho nên nó sẽ rất là đậm màu nha quý vị. Đây, cho đây, cho đây, cho đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy một miếng vải trắng. Bên trên đây cái mực đen cầm sẽ là hai mẫu vải hoàn toàn trắng. Bây giờ chị Việt Thương sẽ dùng là một dạng mực máy cho vào hai mẫu vải này. Mỗi một mẫu vải thì chúng ta chỉ cho một giọt mực thôi chị ạ. À, chỉ một giọt thôi, hai giọt em phải được. Thôi, cái này là cộng lại hơn chục giọt, chứ không có hai giọt đâu chị. Em đã lỡ lố thôi, em nhỏ hai ba giọt thôi rồi nha quý vị nha. Đây là mực đã chín vào nha. Cho bây giờ chúng ta sẽ dùng thí nghiệm đầu tiên với mẫu vải đầu tiên. Sẽ dùng nước cho tôm siêu bột cho vào với phẩm. Bây giờ em hỗ trợ chị, em cầm đi cho chị là chị làm ha. Bây giờ đây. Rồi, chúng ta sẽ cho một dạng vừa phải thôi. Nói vậy chứ cho một cái chị ít quá. Rồi cho vào mẫu vải đầu tiên trên vết bọt. Rồi chúng ta sẽ dùng tay khoa đều nước cho tao mô siêu bọt trên mẫu vải này. Nhớ nha, lúc khoa tay chúng ta chuyển động chứ không phải là mông chúng ta chuyển động nha. Để cho em thấy từ tay từ mông của chị đều chuyển động đều luôn. Rất hơi luôn rồi, bây giờ hơi hết khoa rồi, bây giờ mình cầm lên mình vò đi chị. Mình đã thấy cái màu nó ra rồi phải không chị? Thấy không? Rất là ra, rất là nhiều đó là chị Phương chưa có bò nha, chị có mới thoa rồi, dính từng hôm nay đây. Rồi bây giờ sao? Bây giờ có đam mê vậy? Khi mà chúng ta bò thì sẽ tập trung vào quét bọt, em thấy chị bò rất là nhẹ nhàng không chị? Rất là nhẹ, chúng ta có thể dẹo dẹo được, cho cái nào ốm xuống đi. Ví dụ như bây giờ mình vừa bò mình vừa hát bài đúng không chị? Hát, hát, hát. Bây giờ chưa kịp hát mà ớt rồi. Hết rồi, không có làm cho đi hết đâu quý vị ơi. Chị Thu chưa kịp hát đã cho đi hết thức phẩm rồi. Có nghĩa là chị không hát hả? Chưa kịp hát luôn. Chưa kịp hát vậy thôi, cho mình phải thứ hai mình hát nha. Rồi, bây giờ chúng ta có bỏ cho tao nước. Dạ có, để vào theo nước. Thương đã bò rồi, bây giờ sẽ bỏ cho tao nước nha. Rồi chút xíu nữa xả lại chị. Bây giờ qua mũ bãi thứ hai đi. Thơm quá, trời thơm luôn, một mùi nước xả vải hoa.
mới mà không cần phải sử dụng nước sẵn. Hỏi thơm coi sao. Thơm không? Nó là thơm bơm rồi. Thơm giống ai? Dì Cương. Ôi trời, bữa nay nó cao theo mà con nói nó ăn thơm giống như chị Cương luôn. Thôi bây giờ xin mời chị Bà Hương cùng với quý bà con mình bước vào gian hàng đổi qua kế bên để cùng quý bà con nhận về cho mình những phần quà có giá trị từ chương trình.